giờ giờ là ai vậy trời? Con hả? Vô đây đi, con ngồi đây nè. Dạ. Ơi buồn quá, có con qua đỡ. Trời, có con là sớm nhà sớm cửa liền. Đúng. Ủa, mang gì qua vậy? Dạ, trời ơi. Thì cái hàng hôm bữa con không có đặt con đó. À, trời ơi. Trong mấy bữa nay dữ lắm á ha. Kem dưỡng da cô ơi, xuất một cái là mặt mày bóng lưỡng liền. Da căng bóng như gái đôi mươi luôn cô. Trời ơi. Cô, này. Cô coi thử đi cô. Đúng rồi. Cái này là hợp với cô lắm nè. Dạ, để đây rồi. Đi, để cô đây. Thấy không? Bây giờ trong xóm mình bây giờ là cô là người ta nhìn vô thấy cô là chạng chạng tụi con không đó. Trời ơi, dám đâu. Cho nên là kem của con chất lượng đó, cho cô yên tâm nha cô. Trộn phải không? Gì trộn con? Chứ sao? Trời ơi, kem dùng từ mỹ phẩm ràng hoàng, kem nào mà không phải là dùng từ kem trộn. Tự nhiên cô kêu kem trộn, cái tự nhiên thấy cái hàng của nó xuống giá liền. Bây giờ kem bình thường thì trong nhà máy người ta cũng trộn thôi, mà người ta trộn bằng máy, còn cái này là con trộn bằng tay. Ừ, thì còn không chịu trộn nữa. Thì là kem trộn đó, nhưng mà nói chung là xài ok là được đúng không cô? Đó. Ủa rồi cô xài thêm này nữa hả? Sao xài 2-3 loại vậy? Không có được, xài là xài một loại của con thôi, xài 2-3 loại nó bị tẩu hỏa nhập ma. Tẩu hỏa nhập ma, cái gì không biết nữa, tẩu hỏa nhập ma. Ủa này là thuốc corticoid. Ừ. Ủa cô xài hả? Đâu phải của cô đâu. Ủa chứ cô của thằng Lôi. À anh Lôi, ủa anh Lôi bị cái gì mà xài cái này cô? Thành ấy tuần trước đi đá banh ở trong công ty của nó đó. Rồi nó đá sao nó trật chân nè. À, cho nên dạ. Nó đi bác sĩ cho này cho nó uống, đặng về cho nó uống với nó sức đó. À dạ. Ừ. Ờ, nhưng mà cái này là bạn con cũng xài á. Bạn con cũng đang sử dụng luôn. Ủa nhưng mà cũng nó cũng đâu bị trật chân trật tay sao nó uống ta? Ủa kệ đi. Mà bạn con bị bệnh gì uống này? Bạn con nó bị đâu, hiện tại đâu bị gì đâu. Ủa không bị uống làm gì trời? Ý là không có bị cái gì mà trầm trọng mà nghiêm trọng giống như Lôi hết đó. Nhưng mà nó hay bị bệnh vặt lắm. Bị bệnh lặt vặt tùm lum tùm la gì hết đó. Thì con nghe nói là cái thuốc này là chuyên gia chữa mấy cái bệnh vặt đó cô. Là uống mà sức là hết à. Cho nên là nó đang sử dụng này nè. Đừng có nghe lời tầm bậy. Cái thuốc này là cái thuốc kháng sinh của người ta. Người ta cho những người nào mà có bệnh này là người ta mới cho uống vô. Con biết uống tầm bậy đó ha. Là nó chảy máu mũi nè. Nó loãng xương nè. Ha. Cái đó là không có được đâu à, nguy hiểm lắm chứ không phải dẫn chơi đâu con. Chết chưa? Nguy hiểm như cô, ấy là cũng là thuốc dùng được chữa trị được, nhưng mà nếu mà không cứu biết. Bệnh là không có được. Không được rồi. Nếu bạn con phải dừng ngay đi, mà uống thêm con có ngại chết đó. Bây giờ gọi điện thoại cho nó liền chứ uống là chết đúng thiệt. Đúng rồi. Nguy hiểm quá. Trời đất ơi, thuốc gì cũng uống hết trơn. Hả? Vậy? Em chào chị. Minh qua chơi. Dâu. Dạ đây. Khách hàng thân thiện. chị cho nó trong chị con. Đem qua cho chị nè. Trong đây đồ của hai má con á, con bỏ vô túi luôn cho đỡ tốn. Mấy cái đồ của chị đặt bữa hả? Dạ đúng rồi. Rồi chị cảm ơn quá nha. Trời luôn không, như là gái đôi mua luôn. Ai mà biết có chồng đâu, nhìn chạng chạng nhau không. Trời ơi, con bé này nó nói chuyện khéo ghê. Trong túi con còn được bao nhiêu tiền vậy con? Dạ con hết rồi mẹ. Tưởng đâu còn mua được thêm. Bởi khách hàng bởi người bán là phải coi như là miệng lưỡi vậy đó. Khách hàng nghe khoái mới mua nhiều. Đúng rồi. Giờ em khoái chị hơn á, nếu mà chị chia sẻ giùm em cái này được không? Chị em thấy chị biết nhiều á. Chị biết corticoid này hả? Dạ chị. À, cái này á là cũng gần như là thuốc đó. Dạ đúng rồi. Thuốc thì cái nào cũng vậy. Dù cho như thế nào đi nữa thì thuốc mình cũng phải sử dụng theo cái đơn, cái kê toa của bác sĩ thì nó mới an toàn. Ủa, cái này là cái gì vậy? Của anh Lôi. Cái này là của thằng Lôi nè, con nhớ không? Nó đá banh đó rồi chân cẳng nó bị chặt loại làm sao đó, cho nên bác sĩ mới cho nó đó. Trời ơi. Dạ. Cái này là của bác sĩ cho à, chứ không phải uống tầm bậy tầm bạ đâu nha. Không, nhưng mà em hỏi là tại vì bạn em là cũng không có bị trật chân trật tay, nhưng mà bạn em bị mấy cái bệnh lặt vặt thôi, nhưng mà nó sợ nên nó uống phòng hờ. Trời ơi. Thuốc chứ là phải như ăn kẹo đâu mà ăn phòng hờ. Thì tại vì nghe đồn là cái này nó chữa được nhiều cái bệnh lặt vặt đó, cho nên là em không biết, nãy cô Hương nói em mới nghe em hết hồn luôn á. Không được. Bạn em vậy là không đúng. Với lại mình ấy, là người ở trên thành phố thì mình phải có những cái kiến thức nào mình phải biết, hoặc là nếu không biết ít nhất mình cũng tra lên mạng chứ. Làm sao mà người mà tuổi trẻ như tụi em mà lại hả uống thuốc linh tinh một cách bậy bạ tùy tiện như vậy, đâu có được đâu em. Để cho em có chút không gian riêng tí xíu nha, em lên mạng em search liền. Thôi, bây giờ không phải là lúc search, nhưng mà chị nghĩ với bạn em á, em phải dắt đi gặp bác sĩ để hỏi coi là trong người cảm giác như thế nào mà phải uống cái corticoid này. Dù
cho cái thuốc bổ đi nữa ha. Đó, mình uống vô người nó bổ, hoặc là thuốc thoa, hoặc là kem hay dưỡng da gì giống như nhiều mỹ phẩm em bán, thoa ở ngoài có tốt đi nữa. Thì cái gì nó cũng phải có liều lượng. Và mình người ta hay có cái toa để mình coi đó mẹ. Chứ uống tầm bậy tầm bạ, thuốc bổ mà em uống không đúng liều, nó cũng thành thuốc độc. Bác Điên xin kính chào tất cả quý vị khán giả. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình Bác sĩ của bạn. Mến chúc cho tất cả quý vị chúng ta sẽ có một ngày thật nhiều niềm vui. Thưa tất cả quý vị, trong tiểu phẩm của chương trình mà quý vị vừa được theo dõi, chúng ta thấy các nhân vật có đề cập đến corticoid. Và corticoid lâu nay thì mọi người vẫn thường nhắc đến trong việc điều trị bệnh, nhất là các bệnh lý về da, bởi vì nó mang lại hiệu quả nhanh chóng và hiệu quả cao. Tuy nhiên, việc chúng ta lạm dụng quá nhiều corticoid sẽ gây ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng. Cụ thể đó là gì? Trong chương trình hôm nay xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và gặp gỡ với thạc sĩ bác sĩ Lê Minh Châu. Xin chào bác sĩ Minh Châu. Xin chào quý vị khán giả, xin chào Ba Niên. Thưa bác sĩ Minh Châu, lâu nay thì chúng ta thấy là trong tất cả những câu chuyện ở bên ngoài cuộc sống thì mọi người vẫn thường nhắc đến cụm từ là corticoid, bởi vì họ nói rằng là sử dụng corticoid nó mang lại cái hiệu quả rất là nhanh chóng và rõ ràng, chúng ta dễ cảm nhận nhất. Như vậy cụ thể thì corticoid là gì và corticoid sử dụng để chữa trị những bệnh nào? Thì corticoid có khả năng là kháng viêm, kháng dị ứng, hoặc là có khả năng một cái năng lượng cao hơn là ức chế miễn dịch. Và nó rất là hiệu quả và rất là mạnh và hiệu quả so với những cái loại thuốc khác. Thì nó có thể điều trị rất là nhiều bệnh. Thì da liễu thì thường thấy thì sẽ có là chàm nè, hoặc là viêm da cơ địa, hoặc là mày đay dị ứng. Hoặc còn những cái bệnh hệ thống thì có thể chữa những cái bệnh hen suyễn, lupus, viêm bì cơ hay xơ cứng bì. Những cái bệnh đó thì dĩ nhiên là mình phải dùng corticoid. Nhưng mà dùng như thế nào thì mình cần phải có sự tư vấn của chuyên gia. Có nghĩa là corticoid cũng là một trong những cái loại thuốc mà được chỉ định trong cái việc điều trị. Tuy nhiên mọi người vẫn thường nói rằng là cái việc mà sử dụng corticoid quá nhiều thì nó sẽ có rất là nhiều những tác dụng phụ. Trước khi mà chúng ta cùng tìm hiểu về những tác dụng phụ không mong muốn do corticoid gây ra, thì một điều mà tất cả quý vị khán giả đang rất quan tâm đó là cái việc mà điều trị corticoid là thường sử dụng cho những đối tượng nào? Những cái bệnh đó thì bác Niên có thể thấy là từ người lớn tới con nít đều là những đối tượng mình có thể sử dụng corticoid. Tuy nhiên thì tùy trường hợp bệnh và độ nặng của bệnh và số cân nặng của mỗi người mà bác sĩ sẽ phải cân nhắc cái liều lượng và cũng như là cách dùng và thời gian dùng khác nhau. Cái việc mà sử dụng corticoid ngày nay á, nó dường như trở nên phổ biến do một số người là có dễ dàng tiếp cận với các phương tiện thông tin cũng như là các sản phẩm có chứa corticoid. Cái việc mà sử dụng corticoid mà không có được lời khuyên từ phía các chuyên gia bác sĩ á, thì nó sẽ gây những ảnh hưởng như thế nào về lâu về dài? Corticoid người ta ví như là con dao hai lưỡi, mà lưỡi nào thì cũng sắc. Lưỡi thứ nhất của nó là điều trị rất tốt, điều trị rất nhanh và có hiệu quả liền. Nhưng nó sẽ để lại những cái hậu quả, đó là tác dụng phụ. Tác dụng phụ mà mình sớm gặp nhất, nghĩa là về đường ruột có thể mình bị viêm loét dạ dày, ngay cả nặng thì có thể bị xuất huyết cả bao tử. Hoặc về tâm thần kinh thì mình có thể bị hưng phấn, hoặc là rối loạn giấc ngủ, hoặc là bị mất ngủ. Và cái thứ ba nó là dễ gặp nhất, đó là dễ bị nhiễm trùng. Tại vì như bác sĩ đã nói thì cái corticoid này nó sẽ làm cho mình ức chế miễn dịch của cơ thể mình, và cơ thể mình này rất dễ là bị nhiễm những con vi khuẩn hoặc là những cái tác nhân bên ngoài so với lại người bình thường không dùng. Và còn tác dụng về lâu về dài, khi sử dụng corticoid thì có thể là gây loãng xương, tăng huyết áp, tăng đường huyết, đục thủy tinh thể và dễ gây bị bầm da, vết thương khó lành. Rồi có thể là đối với trẻ đặc biệt thì sẽ có một tác dụng phụ mình cần phải lưu ý. Bé sẽ có thể dễ bị còi xương và chậm lớn. Còn về vấn đề về dùng hàng ngày, về những vấn đề về bệnh da, hiện giờ khả năng mà mình mua được cái corticoid ở trên thị trường rất là dễ, gần như người nào cũng có thể mua được. Ra tiệm thì các bạn bác Niên có thể nghe thấy là ra mua tiếp 7 màu là coi như là sẽ điều trị được toàn bách bệnh. Thì như vậy nó sẽ dẫn tới là dễ bị teo da, hoặc là dễ bị những cái bệnh giống như là nhiễm nấm, nhiễm vi khuẩn, nhiễm trùng da. Và những cái như vậy thì sau đó tới bác sĩ thì sẽ rất khó điều trị. Rõ ràng một điều là khi mà chúng ta lạm dụng quá nhiều về corticoid thì nó sẽ gây ra những cái tác dụng phụ không mong muốn, và thậm chí là nó ảnh hưởng rất là nghiêm trọng. Như vậy thì khi nào thì chúng ta mới sử dụng corticoid, và nếu sử dụng corticoid thì chúng ta cần phải lưu ý những điều gì?
Khi nào dùng corticoid thì mình phải, đó là mình phải tận tư vấn của chuyên gia, của bác sĩ, tình trạng bệnh mình như thế nào và độ nặng ra sao, số tuổi mình là như thế nào và cân nặng mình như thế nào, thì bác sĩ sẽ phải có một cái phác đồ để bắt đầu liều dùng, điều trị như thế nào và theo dõi ra sao, và khi nào cần ngừng thuốc hoặc khi nào cần gia giảm thuốc, thì tất cả điều đó đều cần phải có sự giám sát của bác sĩ có chuyên môn. Và hiện nay thì corticoid được xem là thần dược và mọi người rất dễ dàng mua những cái sản phẩm mà chứa corticoid. Bác sĩ có lời khuyên nào dành cho tất cả quý vị khán giả khi mà chúng ta đang có ý định sử dụng những sản phẩm mà có chứa corticoid? Thì mình chỉ cần nên nhớ một điều rằng là corticoid là con dao hai lưỡi và mình không thể nào khống chế được cái lưỡi thứ hai của nó là lưỡi tác dụng phụ, nên mình cần phải tư vấn với bác sĩ trước khi mình dùng, quyết định dùng những cái thuốc có chứa corticoid. Xin được cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Lê Minh Châu đã đồng hành cùng với chương trình Bác sĩ của bạn. Và thưa tất cả quý vị khán giả, và đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.